Vâng, xin chào tất cả các bạn và mọi người, chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Thì chương trình hôm nay thì tôi nói về cái vấn đề coi như là cái bọn chống cộng cực đoan ở bên nước ngoài và bọn phản động. Lúc nào chúng nó cũng nói là coi như Việt Nam cần phải là đa đảng ở bên hải ngoại. Thì tất cả cái bọn mà chống cộng bên cái hải ngoại ấy, thì cái mục đích của chúng nó đều chống phá lại đất nước Việt Nam, chống phá lại cái cuộc sống yên bình của người dân Việt Nam, và chúng nó coi muốn lật đổ cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà như ở đây tất cả các bạn đã biết đấy là mục đích chung của tất cả các bọn đấy đều thế. Nhưng ở bên đó chúng nó cũng chia thành có như các hội đoàn nọ, các tổ chức kia, rồi các chính phủ nọ, các chính phủ kia, đúng không? Cuối cùng ví dụ đều chúng nó đều chung mục đích đấy, nhưng mà chúng nó đều đánh phá lẫn nhau, đúng không? Chúng đang phá lẫn nhau thành cuối cùng cái mục đích chung của chúng nó thì nói chung là chúng nó lại thực hiện, chúng nó không thực hiện đấy. Thì tôi nói các bạn đấy, đấy nếu mà giả sử ở bên đó đấy nó vấn đề là ví dụ như đa đảng chẳng hạn, đúng không, thì ở bên kia thì những cái nhóm người Việt đấy, người ta ví dụ các nhóm mà chống cộng, người ta cũng chung vào một mục đích đấy, tức là để mà ví dụ lật đổ cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Nhưng mà rồi là chúng nó cũng vì chuyện nọ vì chuyện kia cuối cùng nó đấm đá lẫn nhau, đúng không? Thì bây giờ giả sử như ở bên đó ví dụ đa đảng thì nói chung là các bạn sẽ thấy như nào, và nữa ở Việt Nam thì bây giờ tất cả các bạn đây đều biết, ví dụ là những mình chỉ nói gói gọn trong những cái người lên trên mạng Facebook thôi đấy. À, các bạn chờ chút, có cả năm hôm qua tôi mở nhỏ âm. Vâng, được rồi. Đây, chỉ một số những cái gọi là những cái người các bạn yêu nước lên trên cái mạng Facebook này nói về vấn đề chính trị của kia. Thì tôi nói với tất cả mọi người ở trên cái chơi trên mạng Facebook này đều có cái tinh thần yêu nước, muốn bảo vệ cái chế độ hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, đúng không? Nhưng mà cũng chia thành 5-7 nhóm, mà sau đó coi như là cứ người này đánh người khác, người kia đánh người nọ, đánh cùng cái mục tiêu mà để mà chống cộng, chống cái bọn mà chống cộng cực đoan ở bên hải ngoại, và chống, tức là chống cái bọn ba que. Thì nói chung là các bạn thấy có thực hiện được không? Đúng, không thực hiện được. Thì đấy là cái bản tính của người Việt Nam nói chung hiện nay đấy. Thì nói chung là các bạn thấy nào, ví dụ ở đây, ví dụ như các bạn chỉ tưởng tượng ở Việt Nam mà giả sử có đa đảng chẳng hạn, đúng không? Tôi nói với tất cả các bạn, chỉ trong vòng có nhiều chưa đầy một nốt nhạc, Việt Nam sẽ có nội chiến. Đấy, đấy là tôi phân tích, tức là cái tình hình hiện nay thôi. Đấy, còn lại ví dụ là nó còn những cái bây giờ này mình mới nói về cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vâng, thì tôi nói với tất cả các bạn, tất cả các nước, những người dân ở các nước ở trên thế giới hiện nay đều mong muốn hai mục đích. Thứ nhất là làm sao đất nước người ta, tức là đất nước phải được độc lập tự do, đúng không? Đất nước đó phải do người dân làm chủ đấy. Thì bây giờ hiện nay những cái đó Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm được, đúng không? Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam chứ không có một cái đảng nào khác lãnh đạo nhân dân và làm cho coi như hiện nay đất nước ta coi như hoàn toàn độc lập tự do, người dân đấy tự làm chủ, chứ không phải là cái thằng Mỹ, thằng Tây, thằng Tàu, thằng Pháp nào cả làm chủ đất nước mình. Vấn đề thứ hai nữa là vấn đề coi như là phát triển kinh tế. Khi mà đất nước độc lập tự do rồi thì nói chung các bạn thấy không, hiện nay coi như là đất nước ta là một đất nước có tốc độ phát triển rất là nhanh đấy, thì cũng thuộc dạng hàng đầu thế giới. Thì những người dân Việt Nam còn mong muốn gì hơn nữa, đúng không? Mình sống trong một đất nước độc lập tự do, kinh tế hiện nay coi như đang phát triển, đúng không? Tuy nhiên ví dụ là mình chưa thể giàu bằng Mỹ, bằng Pháp, bằng Nhật, bằng Anh, vì là đất nước mình chỉ có phát triển được cỡ khoảng gần 20 năm nay thôi, mà bây giờ coi như cái với cái tốc độ đấy, ví dụ như năm 2018 với cái tốc độ phát triển là 7,03%, thì đó là một cái tốc độ phát triển coi như là cao nhất thế giới hiện nay, đúng không? Mình sống trong một đất nước yên bình, kinh tế phát triển đấy, vấn đề chủ quyền đất nước được đảm bảo, thì các bạn ví dụ là bây giờ các bạn có cần gì hơn nữa, đúng không? Đấy là đấy là những cái nguyện vọng của những người dân yêu nước. Bây giờ các bạn nhìn sang một số nước, ví dụ tôi nói đơn giản như các bạn, ví dụ như đất nước Trung Quốc chẳng hạn, đúng không? Đất nước Trung Quốc là một đất nước hiện nay cũng đang rất phát triển đấy,
có nền kinh tế đứng thứ hai thế giới. Nhưng mà bây giờ ví dụ như cái chủ quyền của người ta, cái toàn vẹn lãnh thổ của người ta thì người ta đâu có được, vẫn còn Đài Loan còn đó, đúng không? Người ta chưa thống nhất được đất nước. Thì các bạn, nếu mà một người ví dụ Dung Đức chẳng hạn, thì nói chung đấy cũng là một cái nỗi đau của một cái dân tộc. Hoặc là bên đất nước Triều Tiên, đúng không? Nam Triều Tiên phát triển như thế, nhưng mà bây giờ hai miền Nam Bắc ví dụ cũng chia làm đôi. Đấy, nhiều khi mà các bạn ví dụ có những cái cuộc ví dụ hai miền Nam Bắc Triều Tiên cũng có một cái cuộc gặp gỡ mà dân của hai nước, tức là các cụ già. Đấy, các bạn thấy không? Các cụ già hiện nay 80-90 tuổi rồi, gặp nhau coi như là mừng rỡ, coi như ôm nhau khóc. Mà cuối cùng khi mà bắt đầu gặp nhau được ngày hoặc mấy tiếng gì đấy, sau đó chia tay nhau, hai cụ coi già ôm nhau khóc. Thì đấy là cái nỗi đau của một dân tộc, đúng không? Chứ còn bây giờ dân tộc mình là một cái dân tộc thì coi như là hiện nay là đã hòa bình rồi, đã thống nhất rồi, đúng không? Tất cả những người yêu nước, nói chung là mình phải tôn trọng những điều đó. Còn bây giờ những cái bọn chống cộng cực đoan hiện nay, tôi nói với tất cả các bạn là cái mục đích của chúng nó hiện nay chẳng qua chúng nó muốn phế bỏ cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thôi, đúng không? Chúng nó dùng đủ mọi các hình thức, chúng nó từ coi như là tuyên truyền, đúng không? Tuyên truyền cho những người dân ở trong nước người ta không hiểu biết, để người ta ví dụ xuống đường biểu tình hoặc là ném bom hoặc là cài bom vào các cái trụ sở cơ quan như thế này khác, để mà ví dụ tình hình coi như rối loạn lên. Đấy, nhưng mà nói chung là lực lượng an ninh của mình rất là giỏi, tất cả những vụ đó nói chung là chúng nó đều không thực hiện được hết. Đấy là cái âm mưu của cái bọn chống cộng cực đoan. Thì hôm nay tôi nói với tất cả các bạn là tôi có đăng lên cái trang nhà tôi á, thì cách đây khoảng 2-3 hôm một cái bài viết rất hay của bạn Lê Hồng Giang. Đấy, thì tôi xin đọc cho tất cả các bạn nghe cái bài này, tức là Việt Nam không cần đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Tức đầu đề của nó là Việt Nam không cần đa nguyên chính trị và đa đảng đối lập. Vâng. Lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng. Nhận thức rõ vấn đề đó, các thế lực thù địch luôn tìm cách tấn công nhằm lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Bên cạnh những hoạt động như tác động chuyển hóa, thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa nội bộ Đảng, thì một mũi tấn công trọng yếu thường xuyên được các thế lực thù địch tiến hành thời gian vừa qua là đẩy mạnh hoạt động phá hoại tư tưởng với nhiều luận điệu tấn công trực diện vào vai trò lãnh đạo của Đảng. Mục đích của các thế lực thù địch là thông qua hoạt động phá hoại tư tưởng để tác động nhằm thay đổi nhận thức, niềm tin của tầng lớp nhân dân, kể cả cán bộ đảng viên, vào vai trò lãnh đạo của Đảng, vào tính tất yếu về sự ra đời và sự lãnh đạo cách mạng của Đảng, từ đó lôi kéo các tầng lớp nhân dân vào con đường chống lại Đảng, hình thành nên các tổ chức lực lượng chính trị đối lập tại Việt Nam, tiến tới thiết lập cơ chế đa nguyên đa đảng. Với mục tiêu đó, các thế lực thù địch đã tung ra hàng trăm hàng nghìn luận điệu khác nhau tấn công vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Do sự tác động từ hoạt động phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch cộng với sự thiếu tu dưỡng rèn luyện, không tích cực học tập quán triệt chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như nhận thức chính trị non kém, nên trong nội bộ Đảng cũng đã xuất hiện một số cán bộ đảng viên tự diễn biến, tự chuyển hóa về chính trị. Đáng chú ý, có một số người tỏ ra đồng tình ủng hộ, thậm chí cổ suý cho một luận điểm phá hoại tư tưởng rất phổ biến, đó chỉ có thể thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập thì Việt Nam mới có dân chủ, xã hội Việt Nam mới có thể phát triển sánh kịp với các quốc gia khác trên thế giới. Và ngược lại, nếu vẫn duy trì chế độ một đảng thì sẽ đồng nghĩa với độc tài, sẽ cản trở quá trình phát triển của đất nước. Có thể thấy rằng đây là một luận điệu hết sức nguy hiểm, bởi nó cố tình đánh đồng giữa vấn đề đa nguyên đa đảng với dân chủ và phát triển. Với những người có nhận thức chính trị không vững vàng, có thể dễ dàng bị đánh lừa bởi luận điệu này, từ đó cổ suý cho việc thiết lập cơ chế đa nguyên đa đảng tại Việt Nam. Việc nhận thức đầy đủ và đấu tranh phản bác, thuyết phục, vạch rõ những điểm giả dối, phản cách mạng, phản khoa học trong luận điệu đa nguyên đa đảng đồng nghĩa với dân chủ phát triển là vô cùng quan trọng trong cuộc đấu tranh tư tưởng bảo vệ nền tảng tư tưởng của chế độ hiện nay. Xoay quanh vấn đề này, thiết nghĩ cần phải làm rõ một số điểm lớn sau. Thứ nhất, Việt Nam có cần thiết phải thực hiện đa nguyên đa đảng hay không? Thứ hai, cơ sở lý luận cho việc thực hiện thể chế đa nguyên đa đảng có thực sự cách mạng và khoa học? Thứ ba, thực chất âm mưu ý đồ của các thế lực thù địch trong việc thúc đẩy đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập ở Việt Nam là gì? Trả lời được những câu hỏi này sẽ làm cho chúng ta nhìn nhận, đánh giá rõ được vấn đề sự sai trái trong luận điều trên. Vấn đề thứ nhất, Việt Nam hiện nay có cần thiết phải thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập không? Câu hỏi này
là không xuất phát từ mấy điểm sau. Một là sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự lựa chọn tất yếu của lịch sử. Thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam đã cho thấy sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước ta là sự lựa chọn tất yếu của lịch sử, là ý nguyện của toàn dân. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vừa tuân theo quy luật chung, vừa tuân theo quy luật lịch sử đặc thù của Việt Nam, giải quyết được cuộc khủng hoảng về đường lối giải phóng dân tộc. Vào những thập niên cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ 20, cả nước đã chìm trong lầm than nô lệ của thực dân Pháp. Nhiều phong trào yêu nước đã xuất hiện như phong trào Cần Vương, Khởi Mỹ, Nghĩa Yên Thế, Yên Bái, nhưng lần lượt thất bại. Việc tìm kiếm con đường cứu nước của các chí sĩ tiền bối như Phan Bội Châu hoặc Phan Chu Trinh đều rơi vào bế tắc. Trong bối cảnh đó, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã tìm đến với chủ nghĩa Mác Lênin, và chính người đã có công truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin vào Việt Nam, chuẩn bị điều kiện tiền đề về chính trị, tư tưởng, tổ chức cho việc ra đời của Đảng Cộng sản. Cũng chính nhờ sự truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin vào Việt Nam mà phong trào công nhân và phong trào yêu nước có điều kiện phát triển mạnh mẽ và dẫn tới hình thành các tổ chức cộng sản. Sự xuất hiện của ba tổ chức cộng sản: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn tiếp tục thúc đẩy phong trào cách mạng phát triển, nhưng cũng đặt ra một yếu tố yêu cầu bức thiết rằng cần phải hợp nhất ba tổ chức thành một tổ chức thống nhất để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới. Và sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam sau hội nghị hợp nhất vào ngày 3 tháng 2 năm 1930 dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc là một tất yếu lịch sử cách mạng Việt Nam, chấm dứt thời kỳ cách mạng Việt Nam khủng hoảng về đường lối, mở ra một thời đại mới cho lịch sử đất nước. Giai đoạn từ năm 1930 đến năm 1945, lịch sử Việt Nam chứng minh chỉ có Đảng Cộng sản chứ không có bất kỳ tổ chức đảng phái chính trị nào lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Thắng lợi của cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 dẫn tới sự ra đời của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đó là công lao của Đảng Cộng sản. Đến năm 1946, trong bối cảnh tình hình chính trị lúc đó tại Việt Nam, ngoài Đảng Cộng sản xuất hiện thêm hai đảng phái khác là Việt Nam Quốc dân Đảng và Việt Nam Cách mạng Đồng chí hội. Tuy nhiên, về thực chất, lãnh đạo cách mạng Việt Nam vẫn chỉ có Đảng Cộng sản, còn hai đảng là Việt Quốc và Việt Cách theo đuôi tưởng, không thể hề đứng về lợi ích dân tộc. Cho đến khi mà quân tưởng rút khỏi Việt Nam, hai đảng này cũng ra đi theo quân tưởng. Trên vũ đài chính trị còn duy nhất Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Sự xuất hiện và rút lui của hai đảng Việt Cách và Việt Quốc cho thấy chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam là được nhân dân và lịch sử Việt Nam lựa chọn. Còn những đảng phái không đứng về nhân dân thì đã bị chính lịch sử và nhân dân ta loại bỏ. Thời kỳ sau đó, bên cạnh Đảng Cộng sản cũng tồn tại hai đảng khác là Đảng Dân chủ Việt Nam và Đảng Xã hội Việt Nam. Cả hai đảng này đều thừa nhận cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và sau đó vào năm 1988 thì hai đảng này người ta đã hoàn thành cái nhiệm vụ lịch sử của mình, cho nên hai đảng này cũng thật vậy. Việt Nam đã từng có chế độ đa đảng, nhưng lịch sử và nhân dân Việt Nam đã phủ định chế độ đó. Thực tế đã chứng minh rằng Đảng Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ và không bao giờ tự ban cho mình quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội, mà vai trò đó là nhiệm vụ cao cả mà nhân dân Việt Nam tin tưởng giao phó. Ngay từ khi thành lập cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là đội quân tiên phong đại diện ý chí, nguyện vọng trung thành với lợi ích của nhân dân lao động và của cả lịch sử Việt Nam. Đây là sự lựa chọn của lịch sử. Đấy, như tất cả các bạn đã biết là Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước Việt Nam hiện nay, đó là sự lựa chọn của lịch sử. Và thứ hai là sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa đất nước phát triển. Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đường lối lãnh đạo đúng đắn, đã đưa cách mạng Việt Nam giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Năm 1945, chỉ 15 năm sau ngày thành lập, với khoảng 5.000 đảng viên, đảng đã lãnh đạo toàn thể nhân dân làm nên cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 lịch sử, lật đổ ách áp bức của thực dân và phong kiến, lập ra nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa nhân dân Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập tự do. Sau đó, đảng lại lãnh đạo nhân dân làm nên hai cuộc kháng chiến thần thánh là chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, tạo ra những chiến thắng vang dội địa cầu và bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền của đất nước. Về đường lối đổi mới đúng đắn, đảng đã lãnh đạo toàn dân thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, đưa đất nước từ nghèo nàn lạc hậu bị tàn phá bởi chiến tranh trở thành một quốc gia đang phát triển năng động, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, uy tín vị thế của Việt Nam không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế. Hiện nay Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Việt Nam cũng là điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Quốc phòng an ninh được giữ vững, văn hóa xã hội có nhiều bước phát triển. Có thể khẳng định dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Vì thế không cần thiết phải thực hiện đa nguyên đa đảng.